Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta có thể chia sẻ video hoặc là âm thanh mà làm sao người tham gia người ta có thể nghe thấy cái âm thanh trong cuộc họp hoặc là trong cái lớp học đó nhé. Thì mình sẽ phân thành hai trường hợp. Trường hợp số 1 là nếu như cái file video của bạn ấy nó nằm riêng biệt, nó tách biệt ra, và cái trường hợp số 2 là cái file video đó nó nằm trong file PowerPoint. Thì đầu tiên là cách đầu tiên, nếu như cái file của mình nó nằm riêng lẻ nhé, thì mình sẽ làm như sau này. Các bạn hiện tại là mình đang lưu cái file video đó nằm ở trong một cái thư mục trên máy tính của mình, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ mở cái thư mục đó ra, sau đó mình sẽ di chuyển tới cái chỗ thanh địa chỉ này, mình sẽ copy cái đường dẫn này, chuột phải chọn copy. Rồi, sau đó mình chuyển sang cái giao diện Meet, mình nhấn vào cái phần tab thẻ. Bên này mình thêm một cái thẻ bên này. Sau đó mình chuột phải này, các bạn nhấn chuột phải và mục nhấn vào mục là dán và truy cập. Đấy. Các bạn nhấn như thế này. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ chia sẻ. Đấy, vậy để chia sẻ các mình sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ nhấn vào phần giao diện của Google Meet, cho chúng ta nhấn vào phần trình bày ngay. Ta nhấn vào phần là một thẻ. Đấy. Đấy. Thì tại phần này mình sẽ nhìn thấy đây là hai cái tab tương ứng để chúng ta có thể chia sẻ, thì mình sẽ chọn cái phần là chỉ mục. Đấy, âm thanh này. Bây giờ mình chỉ cần là mở cái file mà chứa cái file âm thanh đó thôi. Đây, chúng ta mở file MP4 này. Xin chào các bạn. Thời điểm này, số lượng thí sinh có nhu cầu thay đổi đăng ký, thay đổi nguyện vọng là rất lớn. Video này. Như vậy là kết thúc với trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là nếu như file video hoặc là file âm thanh của bạn nó nằm ở trong một cái file PowerPoint cụ thể. Trong tình huống này mình áp dụng vào mà giống như cách đầu tiên thì cũng sẽ không được các bạn nhé. Trong cái tình huống này mình sẽ lại có hai cái phương án xử lý. Phương án số 1 để trình chiếu trong cái file PowerPoint mà mình làm như vậy ấy, thì mình sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ vào cái mục ba chấm này này. Được chưa ạ? À, các bạn sẽ mở cho mình cái phần cài đặt. Đấy. Rồi, sau đó bạn sẽ vào cái phần đầu tiên, cái phần âm thanh á, các bạn sẽ chọn cái phần micro này. Bạn sẽ mở xuống và bạn tùy chọn cho mình cái tùy chọn là stereo mic. Đấy, các bạn sẽ chọn cái tùy chọn này. Rồi đây, nếu như chúng ta trên cái phần mic này của mình mà chưa có cái phần là stereo mic như nãy mình nói, thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn có thể vào mục vào star này. Các bạn chọn setting này. Sau đó các bạn sẽ chọn là system. Cái phần hướng dẫn này của mình là dành cho Windows 10 nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn là sound này. Các bạn sẽ chọn phần là manage sound device này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là hiện tại của mình có cái phần mic. Nó hiện tại nó đang nằm ở cuối và nó đang bị disable đây. Các bạn chọn vào nó và chọn enable. Đấy. Thì khi này các bạn sẽ chuyển qua cái phần này, các bạn sẽ nhìn thấy nó có phần stereo mic hiển thị ở đây. Hoặc là bạn có thể chuột phải vào cái phần âm thanh ở phía bên dưới. Bạn chọn sound. Sau đó bạn sẽ thấy cái phần nào bị enable, phần này bị enable, bị disable nên thì bạn sẽ chuột phải và chọn enable nó lên. Được chưa ạ? Và nhấn OK. Cái này bạn cũng thấy trong phần cài đặt nó cũng có cái mục là Stereo Mix. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quay ra cái giao diện của Google Meet này. Thì các bạn nhớ cho mình là bạn sẽ bật micro lên. Đấy. Các bạn nhớ là chúng ta bật cái micro này ở đây lên nha. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần trình bày. Thì chỗ trình bày này mình sẽ có thể tùy chọn một trong hai cái này đều được nhé. Có thể toàn bộ màn hình hoặc là một cửa sổ. Giả sử đây mình sẽ chọn một cửa sổ đi. Sau đó mình chọn cụ thể là mình chỉ trình chiếu cái file PowerPoint này thôi. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào phần chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ show đến cái phần này. Sau đó chúng ta đến cái phần video này. Các bạn sẽ play lên. Xin chào các bạn. Thời điểm này, số lượng thí sinh có nhu cầu thay đổi đăng ký, thay đổi nguyện vọng là... Nếu như chúng ta cài đặt ở dưới dạng như thế này thì học sinh chỉ nghe thấy cái phần âm thanh của video, còn bạn nói thì học sinh không nghe thấy. Vì vậy, khi mà chúng ta chuyển sang, chúng ta muốn có cái slide nào mà các bạn muốn nói ấy, thì các bạn nhớ là chuyển về cái phần mặc định này nhé, chuyển âm thanh về cái phần mặc định này để quay ngược lại là sinh viên có thể nghe thấy, học sinh có thể nghe thấy cái tiếng của bạn. Vậy các bạn lưu ý giùm mình nha. Vậy đấy là cách số nhất. Cách số 2, trong phương án số 2 để mình có thể giải quyết cái tình huống này, đó là mình sẽ
đưa hết toàn bộ file PowerPoint này đúng không ạ, và file video chứa ở trong PowerPoint lên Google Drive đấy. Mình sẽ nhấn vào mới này, chúng ta tải tài tải tệp lên. Sau khi chúng ta tải lên thì mình sẽ mở cái file PowerPoint online lên đây. Thì chắc chắn cái file video này mình sẽ không sử dụng được nữa nên là mình sẽ xóa nó đi và mình sẽ chèn lại. Tại vì cái này mình có để trong này thì nó cũng không có phát được. Rồi mình nhấn vào chèn. Sau đó mình chèn video. Tìm đường dẫn tới phần Google Drive. Và chọn cái file video và nhấn vào phần chèn vào. Rồi, sau khi mình chèn xong thì các bạn sẽ quay lại vì cái giao diện của Google Meet này, thì các bạn sẽ nhấn vào chia sẻ vào một tab thôi, và bạn sẽ chọn đúng cái thẻ mà nãy mà mình đang mở Google Slide đang đó, Google Slide trình chiếu này. Sau đó mình sẽ nhấn vào phần trình bày. Đó. Thì khi này cái người học sẽ nghe thấy file video nhé các bạn nhé. Như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình chia sẻ file âm thanh trong âm thanh cũng như là video trong Google Meet khi mà dạy học online đúng không ạ? Và hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và xin chào tạm biệt.